Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đi bịt. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thua quân vị A1. Với cái máy thua quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịt người ta, không cần bạc bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể làm chủ chơi anh em nhá. Anh em vào sòng và sới chỉ cần cho tôi cái máy thua quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên, những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát, trong đĩa, nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau, nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản. Với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tự khắc dùng một cái, và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nha. Cứ khoảng cách từ 2 mét hất về, nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng đi này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em biết khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người có khoảng cách 2 mét hất về đúc ở đâu nó sẽ thu được tất cả anh em nhá. Hất về mặt như nào chắc nó sẽ rung hai cái, mà lẻ nó sẽ rung một cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các loại lẻ luôn. Mở này không mở sai ba đèn này anh em này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Đi rồi, có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này không mở phải có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này quân nặng được, có nghĩa là được anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo rung một rồi và nhé một cái rồi, trong bát trong nhẫn tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ lên. Mở này không bỏ sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn người tôi đi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc. Anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Máy báo rung hai rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh cả 1 tỷ và chắn rồi. Mở này ai đã tin để ra đây của tôi, mở không mở sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau, nhìn máy nó sẽ nhận ra anh em nha. Người thì làm sao nhận được ra đúng không anh em. Máy vẫn báo rung hai rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này không mở có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này, bạc đi rồi, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả Hà Nội lẻ luôn. Mở này ba đây này anh em này, qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thua quân vị A1 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi và bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Hai rung và hai nháy anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi. Cái máy thua quân vị A1 thôi. Bát đĩa quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nhá. Kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mang hỏi bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát đập đĩa xé quân luôn anh em. Anh em này 100% là xanh chín luôn, bát luôn anh em.
anh em này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xe chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là sai chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện, bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng. Cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nha, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nha. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi, bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu, nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở đây không bàn là có chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở này không bỏ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng này anh em này, tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này không mở sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này không bỏ sai,
ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chiến rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Này, đĩa này không có gì luôn anh em nhá. Chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới, công ty mình tiếp tục ra video để giới thiệu tới cho anh em một cái siêu phẩm giúp anh em đi chơi ở cái tháng riêng, cái tháng ăn chơi này, về cái bộ môn chơi sóc đĩa mà không cần phải chuẩn bị đồ, bát, đĩa hay là những bộ quân vị vào mà anh em vẫn có chiến thắng anh em nhá. Đó chính là cái máy nhận diện màu quân vị S68 này. Với cái máy này ấy, anh em đi chơi anh em chỉ cần để quân vị nên cái máy này để cho quét màu, còn quân vị của họ ở trong sòng trong sới cho anh em chơi vẫn chơi bình thường anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào và hướng dẫn anh em cách chơi và sóc thực tế để anh em cùng kiểm chứng về đồ anh em này. Ví dụ ở trong chỗ anh em chơi, họ đang chơi một bằng vị bài là có vị màu như này, thì anh em chuẩn bị cho mình một lá bài tương tự, anh em đặt lên máy, đợi 3 đến 4 giây sau là máy nó sẽ nhận diện được màu quân rồi, nó sẽ anh em để ở trong người, nó sẽ báo chất nẻ về cho anh em. Đấy, lá này thì anh em bỏ đi và họ vẫn đang chơi cái lá của họ anh em nhá. Cái đồ này nó mới ra nhất của cái năm 2020 rồi. Anh em nhanh tay gọi điện cho mình để được đặt hàng và tư vấn miễn phí anh em nhá. Đấy, đây cái video quảng cáo thì mình sẽ để cái máy này ra ngoài bát này để anh em đang xem video có thể nghe được cái tiếng rung của nó. Còn khi chơi anh em để ở trong người, chỉ một mình em biết anh em nhá. Đấy, trước khi vào sóc tôi sẽ thử bát đĩa cho anh em, là tôi quay hoàn toàn là xanh chín, đồ đạc cũng là xanh chín hoàn toàn 100% anh em nhé. Đấy, cuối video tôi sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào và sóc với anh em này. Đấy, rung một cộng nháy một đèn thì chắc chắn nó về lẻ rồi anh em này. Bán lẻ 500 triệu, lẻ còn ngoài 500 triệu nữa. Tiếng đầu mạnh tay đánh vào lẻ này, mở bát này, ba đèn này anh em này, tiếp tục này. Dũng 2 rồi, anh em đánh vào chặn đôi tôi, đánh vào bảng vị, đánh vào sấp đôi tôi này, đánh vào sấp đôi 500 triệu này, mở bát này, không có chuyện sai luôn anh em nhá. Tiếp tục này. Vẫn là dung 2, anh em này, tiếp tục đánh gấp khúc, bán chặn 1 tỷ, chặn con ngoài 1 tỷ nữa, ai mà đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà này. Chuẩn chỉ cho anh em này. Tiếp tục này. Không dung, tiếng này là anh em đánh sập bản vị, đánh vào tứ tử cho tôi, bán chắc 500 triệu, chắc còn ngoài 1 tỷ này, mở bát này, tứ đen luôn anh em nha. Và bây giờ mình sẽ để cái máy này ở trong người để chỉ một mình tôi biết thôi, đánh với anh em 2-3 tiếng bạc nữa này. Dung 1 rồi, máy báo chả có tôi là dung 1, dung 1 thì anh em cứ đánh vào lẻ tôi, không cần biết ba đen hay là ba trắng, bán lẻ 500 triệu, mở bát. Bà đèn luôn anh em nha. Kỷ niệm cho những em nào mà đang thua tha mà muốn gỡ gạc lại một tiếng bạc cuối cùng rồi, để anh em có cái đồ ưng ý anh em chơi và lấy lại được những gì anh em đã mất nha. Tiếp tục là dung 1, bán lẻ 1 tỷ, lẻ con ngoài 2 tỷ nữa, ai mà đặt tay của bác là mất cái quả nhà này. Lẻ rồi anh em nhá, không có chuyện sai luôn này anh em này. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em biết là cái video này tôi quay hoàn toàn là xanh chín anh em này. Này, nam châm tử nó hoàn toàn là không hút này. Đấy, quân vị là xanh chín anh em này, không một chút tăng tích kìa anh em nhá. Đấy, này,
bát này anh em này. Này. Đĩa này. Không có gì luôn anh em nhá. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ tới mình qua số điện thoại trên màn hình. Nhà mình qua cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai bến xe Gia Bát Hà Nội. Anh em tiện đâu thì anh em qua đó rồi chúc anh em thành công. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bìm. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị anh em nha. Với cái máy thu âm quân vị này tôi khẳng định luôn, cái đồ này đồ mới nhất hiện nay rồi, chỉ nhà tôi có độc quyền anh em nha. Anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi quân vị người ta, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu âm quân vị này thôi, không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này và khởi động lên, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Cần cái sóc xong ạ, mặt chẵn hoặc mặt lẻ tức khắc dùng một cái, chẵn dùng hai cái. Tại sao như thế? Bởi vì cái sóc xong kiểu gì quân nó sẽ lẻ, nghe chưa? Về mặt lẻ tức khắc quân nó sẽ chìm xuống, tức khắc máy này nó sẽ nhận được tiếng âm của cái bộ vị đó. Tự nhiên lẻ nó sẽ dùng một cái, mặt chẵn nó sẽ dùng hai cái. Em cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha, ai làm cái ai sóc cái được, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hết về là được. Cứ ăn cái sóc xong tự khắc nó sẽ thu âm quân vị nha anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ chuẩn xác 100% nha anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn để hướng dẫn cách sử dụng nó như nào, xem có hiệu quả như nào không anh em nha. Cái đồ này đồ từ Macau về vừa cập bến thôi anh em ạ. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nha, để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Bây giờ tôi sẽ vào test thử luôn. Bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nha. Bát hoàn toàn là sai chín anh em này, đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn với cái đồ này anh em chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nha. Anh em đến mua hàng trực tiếp, anh em có thể mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi vào thực tế luôn, anh em đi chơi chỉ cần bật cho tôi khởi động máy lên, khởi động máy lên, tự nhiên những con chip này nó sẽ khởi động máy này anh em này, nó sẽ lên đèn anh em nha. Anh em ạ, anh em nhìn nha, cứ cần cái xong một hai cái anh em bình tĩnh ạ, đánh lẻ nó sẽ dùng một cái và chẵn nó dùng hai cái. Em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em nha. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đánh thử luôn anh em này. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái đĩa này để cho anh em nghe và cảm nhận cùng tôi. Còn lâu tí tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết thôi anh em nha. Anh em nhìn nha, cái đèn này cứ cần nháy một cái nó là lẻ, mà nháy hai cái là chẵn. Anh em nha, tôi lật mặt vị này. Anh em nhìn thấy hai nháy chưa? Dung chỉ mình biết được, người cạnh cũng thể biết được anh em nha. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế tôi sóc thử luôn anh em nha. Đèn báo hai cái, anh em nhìn rất rõ nhé, đèn hai cái, dung chỉ mình biết, người không kém hết. Tất nhiên là chắc rồi, dung hai cái là chắc rồi, đánh một tỷ chắc này, mở này. Không bao giờ sẽ sai anh em nha. Tiếp này. Anh em để ngang thì giờ cứ gần cái xong ạ, đặt xuống im quân nó sẽ đo rồi. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái, vẫn là dung hai cái anh em nha. Đánh 50 triệu và chắc này, mở này. Không bao giờ sai, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái và dùng hai cái, đánh tất và chắc cho tôi, mở này, tứ tử đây anh em này, tiếp này, đổ ra rất chuẩn chỉ anh em nha. Bạc đi rồi, đèn nháy một cái và dùng một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay vào mặt lẻ cho tôi, mở này, ba trắng anh em này, đổ ra rất chuẩn chỉ anh em nha. Sau đây tôi để ra cái bát ạ, cái đĩa để rung để cho anh em cảm nhận cái đèn của nó và cái rung của nó như nào. Bởi vì đúc vào người rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh thì thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi thử cho anh em này. Ba trắng sắp tiếp này, anh em để ngang để dọc đều hết. Rung hai rồi, rung hai trong bát trong nhiên tất nhiên chắc rồi, đánh 5 đều chưa chắc này, mở này, không bao giờ chuyên xài anh em, nó sắp hai này anh em này. Cứ gần cái lắp xong đặt xuống cái quân nó tự nảy, máy nó tự thu âm anh em nha. Đồ này đồ mới ra, đồ đẳng cấp nhất rồi anh em, nhanh tay alo trực tiếp tư vấn. Máy báo rung một rồi, rung một trong bát trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh 5 triệu vào mặt lẻ, mở này, không bận xài ba đen này anh em này. Đồ này mới ra anh em, nhanh tay alo trực tiếp tư vấn anh em nha. Tiếp này, gần cái lắp xong đặt xuống nó thu quân vị rồi, máy vẫn báo rung một, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được, đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này,
không mà xài vẫn ba đen lẻ, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Cứ gần cái trong xong ạ, im quân im mắt, quân nó nhảy xong nó sẽ thu tiếng âm cho anh em nhá. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung một, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở đây, không bẩn chuyện xài anh em nhá. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu quân vị là như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu quét quân vị này thôi, bát đĩa và quân cắn hoàn mà là xay chín. Anh em mua hàng có thể mang bát đĩa quân cắn xay chín của anh em đến cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ khởi động cái máy này lên, anh em đi nhá, cứ gần cái ví dụ lẻ này thì đèn nó sẽ nhảy anh em nhá, nó rất dễ anh em nhá. Đấy như này, nó sẽ rung hai cái anh em nhá, lẻ một cái nữa này, nó rung một cái này anh em này, đèn nó sẽ nhảy một cái này anh em này, đồ đặt rất chuẩn chỉ, nó đã thu âm quân vị nhá, cần mặt trắng hoặc mặt lẻ thôi nó cứ đặt xuống là ok anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn. Cảm ơn xem clip.